Xin chào tất cả. Thì hôm nay tôi sẽ xin tiếp tục trình bày cái chức năng và cái nhiệm vụ cũng như là tên của các nốt trên cái đàn organ. Thì cái gì cũng vậy, chúng ta cứ nhớ là cái tổ hợp của nó là 3 phím đen rồi đến 2 phím đen, 3 phím đen rồi 2 phím đen, 3 phím đen, 2 phím đen, vân vân. Như vậy trong cái đàn của tôi cứ một cái lần 5 cái đen như vậy người ta gọi là một octa. Thế là 1 octa, 2 octa, 3 octa, 4 octa, 5 octa và 6 octa. Như vậy trong cái đàn của tôi có 6 octa và thêm một cái đen này nữa. Thì như vậy là dạng cái đàn nó cũng là rộng, là dài. Thường thì cái đàn nó chỉ có 5 octa thôi. Thì ở bên này á, cái dãy này á, từ đây cho tới cái chỗ này, người ta gọi đây là cái phần để chơi bấm vào hợp âm. Hợp âm nghĩa là gì? Đó là tất cả một lần chúng ta bấm 3 hoặc là 4 nốt, người ta gọi đó là một cái tổ hợp mà cả âm thanh nó phát lên cùng một lúc thì người ta gọi đó là hợp âm, nó hợp âm. Còn ở đây á, những cái nốt mà tôi chỉ đi từng ngón thì người ta gọi đây là cái nốt tôi đi solo, tôi đi từng nốt một. Và như vậy thì hôm trước là chúng ta đã tập từ bài 1 tới bài 4 rồi đến bài 5. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập tới những bài tiếp theo. Thì cái gì cũng vậy á, cái đây là tôi nói đây là những người đã nắm một phần nào về nhạc lý, chứ còn những người mà không biết gì á thì chắc có lẽ là cũng hơi khó, nhưng cũng không khó đâu. Tại vì khi mà chúng ta nghe rồi á thì người ta gọi đó là trong cái tiềm thức, thì khi chúng ta có sách học nhạc chúng ta coi nó dễ dàng nhớ hơn. Hoặc khi chúng ta nhìn tất cả những người chơi trên YouTube, hoặc chúng ta nhìn thấy bạn bè người ta chơi, rồi chúng ta sẽ nghe cái tiếng nhạc thường xuyên trong lỗ tai, thì trong cái tiềm thức chúng ta nó sẽ tái hiện và chúng ta sẽ dễ dàng nhớ hơn. Thì ở đây sẽ không có gì, tôi cũng muốn là coi như là trình bày một cái số vốn hiểu biết của tôi về lĩnh vực âm nhạc. Tức là như vậy là cũng có một số người á, vì cái điều kiện quá khó khăn, vì không có cái điều kiện trong cái lĩnh vực đến trường, đến lớp, thì bây giờ chúng ta có một cái phương tiện rất là thuận lợi, đó là chúng ta học trên online. Tôi mong các bạn sẽ thành công. Bây giờ tôi sẽ nói ha. Bây giờ là 3 đen, 2 đen, người ta gọi là 1 octa. Là 1 octa, chúng ta cứ 1 octa là 5 cái đen. Đó, 5 cái đen là 1 octa và 7 cái trắng. Ta cứ tính như vậy. Bây giờ tôi lấy khởi đầu từ cái này, tôi tính đây là nốt đồ. Đó. Thì đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đô. Chúng ta luôn tính đi rồi, tính lên rồi tính ngược về để chúng ta tính dễ dàng các nốt ở như thế này. Đó, bây giờ tôi tính là đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đô. Thì bây giờ tôi tính ngược lại thế nào. Đô, đô, si, la, son, pha, mi, đê. Đô, si, la, son, mi, đê. Tôi cứ tự đánh đi đánh lại này. Đánh ngược lại. Đô, si, la, son, fa, mi, re. Như vậy bây giờ tôi tính ở đây là nốt đồ, thì nốt ngược đây thì ngược lại thì đó là nốt si, rồi đến nốt la, rồi đến nốt son, rồi đến nốt fa. Như vậy là tới nốt mi, rồi nốt re, rồi nốt đô. Ta cứ tính đi tính lại cho nó thuộc hết tất cả những cái nốt này. Thì chúng ta biết đây á, thì đây là cái đồ thấp, đây là đồ trung, đây là đồ cao, đồ cao hơn nữa. Chúng ta nắm gì đó. Bây giờ tôi sẽ bấm ha. Bây giờ như vậy. Bấm vào đây. Bây giờ tôi chọn. Đây là một cái điệu. Tôi chọn của nó là cái điệu của đây. Là tôi bấm vào đây là điệu. Người ta gọi là nhịp điệu, là linh hồn của bản nhạc. Chúng ta sẽ có những cái số nhịp thông dụng. Đó là nhịp 24, nhịp 34, và nhịp 44. Thì trong này á, sẽ có rất là nhiều loại nhịp, còn có nhịp 68 đồ này nọ, nhưng mà chúng ta không cần biết nhiều như vậy. Chúng ta đầu tiên chỉ nhớ là ba cái loại nhịp căn bản, đó là nhịp 24, nhịp 34 và nhịp 44. Còn ở đây chúng ta đây biết đây là cái khóa này, người ta gọi là cái khóa sol. Khóa sol là nó khởi đầu từ dòng kẻ thứ hai, nó lên rồi bắt đầu nó xuống, nó vòng xuống. Chúng ta luôn nhắc khóa sol. Và khi mà ở trước cái khuôn nhạc nó có một cái chữ si rồi có một gạch, người ta đó gọi là nhịp 24. Nếu mà nó không có dấu gạch thì đó người ta gọi là nhịp 44. Tại sao gọi là nhịp 44? Thì nó là một nhịp 44, là trong một cái nhịp nó có 4 cái nốt, 4 phách, hoặc là tương đương với lại 4 cái đập. 1, 2, 3, 4. Thì nhớ vậy. Bây giờ tôi sẽ đánh lại cái bài.
những cái bài mà tôi đánh thường xuyên á, vì sao mà tôi hay đánh đi đánh lại cái bài đó, đó là những cái bài, đó là những cái bài căn bản dễ tập, chứ không phải là tôi chỉ đánh đi đánh lại có bấy nhiêu bản nhạc đó thôi. Nếu đánh thì rất là nhiều bản nhạc, nhưng mà tại vì chúng ta phải biết được những cái bản nhạc, nó gọi là từ giản đơn đến phức tạp, rồi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Bây giờ cái này gọi tôi gọi là nhịp ha, là nhịp 2/4 này, chúng ta nghe cái tiếng của nó mới đi. Và đây tôi sẽ chọn, đây là coi như là cái âm thanh của nó, thì tôi sẽ chọn 529, âm thanh nó to mà nó dễ nghe hơn. Và đây sẽ có tempo, tempo hiện nay tôi đang lấy là 103, hơi chậm thì tôi cho lên 105, đúng không? Đây người ta gọi đây là cái hợp âm. Tại sao gọi là hợp âm? Nãy tôi nói rồi, hợp âm tức là coi như ba cái nốt nó cùng một lúc phát lên. Mình tại đấy vậy. Ta nhìn cái chữ này chưa? Ta thấy chữ AM. AM đây có nghĩa là chữ A là ký hiệu của la. Chữ M là ký hiệu của thứ, nó gọi là la thứ. Giờ tôi sẽ đánh một bản nhạc ha. Nó đi chậm. Đi chậm, tôi đi chậm. Tôi đọc tên nốt để các bạn bây giờ chưa có thể nhìn vào khuôn nhạc để chúng bạn chơi được, thì chúng ta ghi cái tên nốt ra tờ giấy. Thì ghi cái tên nốt ra tờ giấy xong rồi chúng ta sẽ nhìn cái nốt nhạc ở trong cái đàn này. Chúng ta cứ tính đồ, re, mi, fa, sol, la, si. Như vậy để chúng ta đánh theo cái tên nốt trong đàn và cái nốt chúng ta đã ghi trong cái tờ giấy để chúng ta cứ đọc này. La, đồ, re, mi, re. Si mi, si mi, la do re mi, re do re la, sol la, do la sol mi, re do re mi, si mi la. Chúng ta nên nhớ một điều là cái bản lòng mẹ này nó có một cái lợi thế vô cùng đối với những người nào bắt đầu mới học thổi sáo hay là đánh đàn organ hay là đàn piano. Tại sao như vậy? Tại vì chỗ này là đô re mi, đầu chập nó sẽ lên nè, la đô re mi. Như vậy là hai cái bắt độ nó khác nhau. Đây là cái bắt độ trầm và đây là cái bắt độ trung. Có nghĩa là coi như chúng ta sẽ chơi cái bản này nó có một cái lợi thế là hai cái bắt độ nó khác nhau nhưng cái nốt nó cùng với nhau. Như đây nè, la đô re mi. Thì nó lên đây nè. Tên nốt thì nó cùng cái tên với nhau nhưng mà nó cách nhau một bát độ. Chúng ta nhớ nha, một bát độ tức là cách nhau tám nốt. Bây giờ tôi sẽ đánh theo cái hợp âm. Tôi sẽ nghe.